Hello mọi người, hôm nay mình dậy rất là sớm để mà thực hiện một cái clip. Đó là ngày 20 tháng 10 các bạn. Ngày phụ nữ các anh em. Thì lời đầu tiên thì mình cũng chúc tất cả các phụ nữ ở trên thế giới và trên kênh YouTube này có một ngày lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe, xinh đẹp nha. Và bây giờ mọi người cùng theo đứng ở trên clip của mình là quay như vậy nha mọi người. Là nhiều bó chị? 108, 200, 250 tùy là tùy loại. Hè, có loại là có tiền rồi, có tiền ở đây. Ok, nói chung là mình đã mới lựa xem ba bó bông này nha các bạn. Chị bây giờ chị bưng ra đi mà xem giùm em cái chị. Dạ, còn hai bó kia. Đây kia là 170. Bó đây là 1 triệu bê ấy. 1 triệu tiền. Dạ? 1 triệu tiền rồi. 1 triệu tiền rồi ấy. Dạ. Bó bông là 300 ngàn riêng, đúng không? Bông là riêng, làm riêng là 300 đúng không? Ngày quốc tế lao động. Tại hồi em này mới quay này nha lên. Cái gì vậy? Vào đây ngồi đi đây. Vào đây ngồi mới quay này thấy em à. Thấy ngồi gì đây nha. Hello mọi người, bữa nay chồng mình bị đèn tiền quay cho mình mọi người. Đi nha. Thử lần nữa ạ. Tên ai vậy? Mình em ấy. Thằng em chứ ai? Em. Mình em. Chứ có ai nữa? Không, em là tuyệt vời nhất á. Em là không ai chỉ lại em á. Em là được rất là nhiều quà luôn á. Anh mua, sáng giờ anh mua như vậy là còn 4 triệu á. Anh tặng em là anh tặng một bó thôi. Chứ anh tặng gì đâu mà 3, 4 bó vậy? Cái chuyện này mình đưa. Đây là cái tấm lòng của anh mà Nghiệp. Em không thích à? Không, anh em làm anh buồn nha Nghiệp. Nhưng mà anh thích buồn quá. Nghiệp buồn cái đó, tự nhiên mua quà tại ngày giờ còn nói sao vậy? Người đâu mình mua quà, có tao mua quà giờ gì giờ không chờ anh nói vậy? Ý là anh tặng một bó là vui rồi, anh phải tiền anh hiểu không? Anh có mua cho má mà mua cho em ba cũng bó luôn. Lâu quá, nãy sáng rồi em ngủ chứ, sáng anh mua anh chút cho má rồi cho hết rồi. Giờ có lượt em không, riêng em là anh mua như đây. Trước á, mình khổ á, mình không có tiền á, thì anh mua tặng em có một bông à. Hôm nay mình khá giá chút rồi thì anh muốn bù đắp tiền em. Bao mà cái nhà anh có tiền à? Bụi quỷ điên anh đẩy mà. Nói được, ý là tiền anh cất dành cho mình đó mà mua tặng em. Tặng một bó là vui rồi, tặng ba bó luôn. Tặng ba má, tặng mẹ hết rồi, tặng hết rồi, còn em như đây nè. Thế anh đưa tiền cho em gì? Tiền lúc nào cũng được tiền, lúc nào anh đưa tiền. Còn giờ ở đây là bất ngờ hơn nữa này. Nhiều tiền? 4 triệu mấy à? Bài bó 4 triệu mấy? Thì mỗi bó không có như đây là 1 triệu rồi á. Tiền con người ta làm 300 bút cho mẹ anh cũng biết mà. Người ta nói sao đưa vậy à? Là tức là trong đây là 1 triệu em. 1 triệu tiền mặt em. Vậy là ba bó em được 3 triệu. Đúng rồi. Nhiều tiền con. 300 à.
Đấy các bạn, ba trăm là 900 luôn. Vậy thôi thề hậu 900 mà anh mua cái bó 300 thầu. Gì? Ý sao ấy? Anh là phải giải cho anh mua giải đó, em bù đắp lại những tháng ngày qua. Anh xin lỗi vì một năm trước anh không thể. Mày bị điên à? Lo cho em được. Nói chung là cũng thích chơi nhưng mà đều khá hơn tiết tiền. Tiện nghiệp đó. Tự nhiên vậy thôi, mua một bó là người ta tính được cả một bó. Mua ba bó người ta tính được cả ba bó. Đúng không? Còn mua chi ba bó đâu đâu đâu. Ờ, chạy từng khuy à. Em lộn tiền ra hết đầu còn cái cây rủi rủi à. Rủi là ghém bông nhà cho nó ái cũng được. Bông nhà là bông nào? Ghém mấy bông hồng nhựa nè. Em được muốn đâu ấy? Đâu không? Không, đừng có nuốt chuyện ra. Đâu có không xác cũng được. Không, em ấy chưa tiện mà chưa thấy một cái gì chút cảm ơn gì luôn. Cảm ơn. Thôi lần tiền à. Không. Nhảy, đưa em rút tiền về chứ. Tiệm á. Cảm ơn anh nha. Nghĩ nè. Quá. Anh nói vợ á. Ở đây. Tại sao? Em không nói vợ ở đây là anh. Ở đây là anh. Ở đây là anh mua đó thằng má. Ở đây là thằng cô Nam. Đây là thằng bà nậu. Em đâu có đậu. Em mà lớn là còn què nữa. Anh ấy chọc em với bèo què đây là anh mua tặng cho má chứ. Ấy chứ cô đem chứ nào á. Vậy con của em đâu? Em nữa, em bây giờ mình vợ chồng nhau cùng quèo quẹt dặn cát nữa. Vậy? No. Vậy? Gì vậy? Vợ, đây, anh có quẹt em đây. Đây là để em dành quẹt của ba mẹ. Không có dành những quẹt của em đâu. Em có. Tụi mình đi mua tiền cho mẹ nậu, cô đem đồ viết vậy chứ. Đúng là chết rồi đúng không? Nhưng mà bữa nay ông có tiền quẹt cho mẹ nậu, cô đem mấy chồng tôi được nữa. Em mới... Bà có chưa được ạ? Dạ. Cảm ơn. Cái này nữa. Cái gì nữa vậy? Mẹ anh nha. Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh. Thực ra cái này anh đã tâm sự với em luôn, anh có mua một món quà tặng cho em này. Đây là một ít tiền mà anh con gốc đó mua tặng cho em. Anh nói quỷ điên anh đầy. Điên mày ở đầy nó giỡn hết chứ. Thực ra là anh muốn nhiêu đây là anh phải lấy tiền mà anh cóc không giờ. Điện phá quý đi anh. Không, nhưng mà cái tiền không có làm. Thực hiện cái đam mơ của mình hả? Mà bây giờ anh phải dùng đam mơ lại đớ mà anh mua quà tặng cho. Đam mơ là mua xe đúng không? Mua xe đổ đúng không? Đổ gì? Cảm ơn mày đớ quay. Vui nha. Cảm ơn nha. Trời mà ơi, sao bó hoa này đẹp dữ anh? Đây là bó hoa mình dành tặng cho vợ mình này các bạn. Nhỏ nhưng mà tấm lòng còn cái thu nhẫn đây anh tặng cho em với nhẫn á. Đấy. Ủa cái nhẫn ấy? À ừ. Cuối đây, chụp dây chuyền đâu, về đi, ông bé cũng dây rồi. Thôi em chụp hình xấu ao chút được không? Ừ. Chụp ao ấy, chút mà hay, giờ ấy sao chút mình cũng phải đi tặng cái đây cho mẹ anh, cô Nem với bà nậu nữa, em hiểu không? Đúng rồi. Càng ngày càng trưởng thành là suy nghĩ càng chín chắn hơn. Quỳnh đây là tặng 20-10 tặng cho má. Cô Nem còn nghĩ đến phía vợ nữa. Cảm ơn nha. À, anh khui cái nhẫn này cho anh em biết anh tặng em như vậy chứ. Mày bông hoa đẹp thiệt á. Mà anh tí đâu? Nhưng mà chưa biết nhẫn đẹp hay sao. Có đẹp không? Sao ôm à? Trời. Bờ tay em kiến hồn mang chỗ nào? À, còn hai ngón này. Trời, cái đây em mang sợ rộng sao anh? Sợ rộng gì điên ấy, tôi đo bà vợ tôi vẫn lẽ tôi không biết cái số tay bà nhà nhiều nè. Đẹp quá. Ừ, đấy. Mà anh mang cho em rồi. À, ok. Đây. Cho vụ cầu vô này. Anh cho vụ anh cầu vô, anh trọt cái chân này nè anh. Trời ơi, anh đâu có gì đâu. Ở đây đúng không? Ai thơm. Anh lên đi làm. Đây. Giờ là làm má anh luôn rồi, đó là vợ anh nữa. Thì muốn nào? Không nhiều. Thì muốn này thì điều nó to mà. Tôi đều thử một ít to. À, thấy chưa? Quá đẹp luôn.
ngày 20 tháng 10 nha. Chúc em một ngày thật là vui vẻ học tập bên gia đình và người thân. Chúc em có một ngày lễ 20 tháng 10 thật là vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp, chỉ mãi không già. Làm em buồn là em không có già. Thành công hơn nữa trong công việc nha. Chúc em mãi mãi là của anh nha. Cùng anh cái ha. Đây. Mình hôm nay mình sẽ thưởng cho vợ mình một nụ hôn để mà coi như là tặng vợ mình suốt bao năm qua nha. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Vợ chồng mình vừa tới ở nhà thân quen mọi người. Đây là chàng Sake. Đi đâu vậy? Bây giờ mình sẽ vào đó mà tình quên. Không có đâu Nhật. Nếu em có lùm đồng nào không Nhật? Tính em ưa lùm tiền trong đây lắm nha. Nói chung tình người nhà mình mà lùm anh. Thôi nó giỡn đi. Bây giờ vợ mình sẽ quay cho mình nha các bạn. Chấp anh đi trước ạ. Cái nhà ông. Đang ngủ ấy. Có bèo máu ơn đó mà chị về đây nghe này. Giờ sốt giờ. Tỉnh bèo. Yếp. Đây. Đây. Nhật méo này. Đây đâu bèo tỉnh méo này. Đây bèo tỉnh méo bèo. Bèo mình đang hóa thân các bạn. Bèo đang hóa thân không? Ừ, gì vậy chị ơi? Đây, đây là quà 20 tháng 10 phụ nữ. Con cũng có một cái tâm lòng đó mà tặng má. Nó thấy bông hồng là đẹp má. Đẹp chứ mà mua gì tốn tiền chứ. Có đâu tốn tiền. Đây đây. Quá. Sao chỗ đây nó trống màu? Rất là cay. Ôi ôi chi quỷ quá. Rất cũng cay. Có khi nào anh dơ dơ ngoài xeo này anh đi anh bỏ xeo chị ra coi thứ đi. Nãy mình như mé mình mới điếm lại không có rớt bộ lên đi tìm không. Đây. Đây, mẹ thấy đẹp không mẹ? Anh lên công nhận bữa nay tâm lý quá ha. Đây con kêu anh nè. Anh ơi. À rớt cái bông mẹ. Má cứ nhận lấy món quà này. Tiền thì má cũng nhận luôn nha. Sao? Chuyện lệ dục. Chị đi tìm mệt. Nó chỉ lè rớt một cái bông nè mà ông Tư rớt tiền đi tìm. Rớt bông hồng các bạn. Đấy không, 20-10 thì cũng chúc má ngày rất là mạnh khỏe, sức khỏe nữa mà bên gia đình. Chứ chúc má làm ăn càng ngày phát triển để mà trả con nha. Giờ đây mẹ cũng nói là đi 20-10 giờ con đi bông về tỉnh má thì mẹ cũng cảm ơn con cũng nhớ ngày 20-10 tỉnh má vui. Mẫu nem nè, mẫu nem là mẫu to hơn hả má? Là ngày vui của má con tỉnh ngày mẹ cũng cảm ơn con. Má thấy gì chơi tích tiền mua tích tiền bông tích tiền mua bông nhỏ sáng nhà bà ăn tặng má gì chưa? Ba mà chưa tặng. Không, tặng xương cá rồi chứ. Ba ông này cá giờ tặng xương cá rồi chứ. Xương cá rồi ấy. Đâu coi ơi. Tặng chắc sáng đi ra cá. Tặng xương cá rồi ạ. Ốc 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 ốc. Chụp ốc bù đồng mà biếu. Chụp ốc bù đồng đây mà. Đây chụp ốc bù đồng mấy cái các bạn. Đang ngâm cho đất nó rẻ ra nè. Đi hấp xe. Ok các bạn, bây giờ là mình ăn cơm với gia đình của mình nha các bạn. Khá lâu rồi chưa có những bữa ăn cơm buổi trưa này nha anh em. Anh em ăn cơm rồi, giờ chú phải ăn miếng rồi. Chả vui. Sáng nay ba tặng má gì vậy ba? Tặng nào? Tặng gì? Một rô ốc nào? Rô ốc sao nỉ ra không thấy? Bán nào? Sao bán rồi má? Bán ốc nào, bữa nào bán con cái gì? Về ăn cơm bữa đi. Đưa ra đó rồi. Thấy đưa rồi. Sao chưa thấy nhiệt nó luộc anh ta? Luộc. Đập mà má anh em nha.
Thôi mọi người mình sẽ ăn cơm với ba mẹ mình nha các bạn. Thôi bye bye mọi người nha. Đây mọi người, hiện tại vợ chồng mình đã đến nhà của Nem. Cái này cũng giống như mà màu khác thôi. Mày má mày đo không anh? Vô vô cháu về sau đi. Em vô trước đây, vô trước đây. Để em đưa cháu đi. Nhà cô đem mình phân bò có thể bán ra tiền được nha mọi người. Đây là nói chung hôm nay là cũng lỡ mượn mượn tớ phụ nữ thiếu nhi, tớ phụ nữ con cũng có biết tấm lòng để mà gửi tặng cô Nem, chúc cô Nem trung thu vui vẻ, sức khỏe. Kiếm ông đó. Giờ ông kêu kiếm ông nữa kìa. Kiếm ông nữa cô Nem nhắm tiếp kiếm ông nữa được không? Biết còn lũ bay làm mai tao tới đây cửa. Trời, vậy không cô Nem cũng có gì, cô Nem cũng cảm ơn vợ chồng con. Dạ. Ngày lỡ phụ nữ. Trời, phụ Nem mừng hết lớn luôn ạ. Đi làm. Con cũng ngạc nhiên luôn mà. Đố cô Nem ăn tặng con cái gì? Tặng cho con tẻ chân nhẫn. Sao cô Nem biết? Dạ bớt đi. Nó bây giờ là vậy là cô Nem nghĩ vậy chứ gì. Chứ tặng cái áo mưa nữa đây. Áo mưa nữa. Đây nè. Cô Nem vui không cô Nem? Cảm xúc vui không? Vui vui. Vui cô Nem nói với anh em ơi. Từ bữa nay là cô Nem là 56 tuổi. Bữa nay cô Nem mới có tặng cho một bình bông như vậy. Quả nhớ bông vô tặng cô Nem nha. Hồng kia nó có tặng bông bông nhỏ. Bông nhỏ chứ có bự dài. Cô thằng kia nó tặng bông đó là nó lấy cô chị Cùi nó tặng cho không phải? Đâu? Cô chị Cùi à. Hồng nhớ nhớ cái nghi lễ gì mà mình có tặng hoa mà. Không, hầu đó là cô chị Cùi á là tặng cô mới hôm nào đây. Là bạn của Duy Cùi tặng cho Duy Cùi. Nó lấy bông đó nó tặng cho bạn em nè. À đúng á, sao cái đây không đỡ anh Kim tặng. Anh lên anh mua cô Nem. Bữa nay là Nem mới mấy tuổi cô Nem mới có một bình bông như vậy mà biết sao cô Nem mừng được. Cô Nem mừng hơn gì hết nè. Đẹp không? Đang lột bánh nha mọi người. Ai muốn mua bánh tráng liên hợp bà Nem Thái ở khu vực An Lộc Nhân Hòa, An Nhân Bình Định. Dài mà nước sao cũng bừng được à. Để tôi chế lên thêm một phút nữa. Một chút nữa. Chế lên nè. Đây đây là chuẩn đồ tặng cho con em mới chế thêm một phút nữa. Không, là cho cháu đồ tặng nhiều dài mình cũng mừng chứ. Càng vui hơn. Lại không được. Cháu được cháu tôi tặng cho tôi dài mà sao cũng bừng được. Một lần nữa thì mình cũng chúc ngày phụ nữ chúc con em của mình càng ngày càng khỏe mạnh. Nói chung là có sức khỏe thì mới có tất cả nha anh em. Cảm ơn vợ chồng con. Yeah. Đây, Dũng đang rửa cấu. Dũng đang tre, Dũng đang tre que ạ. Tre que về cách là rửa cấu. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái quay để mà nói chuyện tâm sự với cô Nem một chút nha các bạn. 2000 years later. 6 and a half hours later. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ vào tặng bà nậu của mình nha các bạn. Bà nậu đây tuy là người không để ý ra mình nhưng mà để ý ra nghiệp nha anh em. Alo alo alo. Mẹ của ba cũng nhiều nha các bạn. Bài đi. Vô bật điện đây, vô bật điện đây. Tại nào? Ở đây con tặng nào đây? Đây là ngày 20 tháng 10, ngày quốc tế phụ nữ. Con cũng có món quà muốn tặng cho Nậu, đó là một bó bông với những lời gắn tình cảm. Thì con cũng nhân ngày lỡ 20 tháng 10 con chúc bà Nậu càng ngày càng khỏe mạnh. Để mà ở bên với con cháu. Rất cảm ơn hai con. Dạ. Bữa nay có ngày lỡ gì? Lỡ gì? Đây là 20 tháng 10 ngày quốc tế phụ nữ. Ngày 20 tháng 10 quốc tế phụ nữ. Hậu á. Để chúc mừng con của bà Nậu. Rất là cảm ơn ai con. Chúc bà Nậu một lần nữa là mạnh khỏe bên con cháu nha bà Nậu. Rất cảm ơn hai cháu. Dạ. Ok các bạn, nói chung là mình mới về tới nhà thì chỉ còn hai bó bông được trai tặng. Được hai bó bông mình mới mua thêm hai bó nữa để tặng cô giáo của Hào Nhân.
bây giờ mình cũng nãy mình có nói vợ mình đỡ mình đi tặng cô giáo bằng chợ mà thôi, mình không có cho tặng các bạn để mà mọi người báo cô giáo đi bạn nha. Đấy các bạn, chúc mình với vợ mình sẽ đi tặng cô giáo, còn quay lại không nhỉ? Em chứ không có anh đâu. Sao vậy? Thì em đi cho Hảo Nhân tặng. Tôi hoa đây nhìn giống hoa thiệt của mong. Đẹp. Không, mình sẽ dừng clip này các bạn. Nếu mà anh em thấy video vui đúng vậy thì nó là một like, một đăng ký nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bye bye. Bye Nghiệp, bye bye.